Thầy chào các em đến với lớp học trực tuyến của trường học cơ sở Đà. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em tìm hiểu tiếp bài 28, bài đặc điểm địa hình Việt Nam. Bài này em có thể mở cho khoa ở trang 101. Chúng ta học cái bài học này, chúng ta có thể mở tìm mặt lát ở cái trang số 7. Em quan sát được rồi thì có thể thành 28.1 cho khoa. Cho biết là chúng ta có các dạng địa hình nào, là dạng địa hình nào, là dạng chiến đích lớn nhất. Khi thấy quan sát cảnh này bằng cách chúng ta xem cái phân tầng độ cao của màu thì khi chúng ta quan sát cả cái đường đồ để được Việt Nam ở cái trang tầng để mọi người em rõ ràng em thấy là gì, cái dạng hình nào là chính thức nhất từ cách cái màu này thì nó sẽ hiện là hình gì đó là đầu và đủ ngoài ra mình có địa hình là địa hình nhìn phá đường nguyên hình mặt bằng thì địa hình chúng ta nó rất là đa dạng. Tuy nhiên dạng địa hình đó chiếm diện tích lớn nhất đó là địa hình đồi núi, do đó mình đi xem các bạn số một đồi núi là một phần quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. Rồi các em tiếp tục quan sát từng đồi. Vậy thì tại sao mình nói là đồi núi là một phần quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình của chúng ta, tại sao? Thì rõ ràng lúc mà mình ước lượng diện tích bằng mắt liền, bằng con mắt của mình đó, thì mình ước lượng thì trên phần đất liền rõ ràng là dạng địa hình đồi núi là dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất. Nó chiếm tới bao nhiêu? Nó chiếm tới 3/4 diện tích phần đất liền là đồi núi. Và chúng ta thấy là trong 3/4 diện tích đồi núi thì những cái màu nào là những cái màu mà địa hình đồi núi có thể hiện nhiều? Thì em xem cho các bạn. Đây là thằng này, thấy chưa? Cái màu này, đó. Tức là đầu núi là chiếm diện tích 3/4 còn đất liền, tuy nhiên địa độ cao đó, thì chủ yếu là đầu núi thấp, dưới 1.000 các em chiếm đến 85% diện tích, và cái núi cao trên 2.000 mét nó chỉ chiếm có bao nhiêu, chỉ có 1% diện tích, tỷ lệ rất là thấp, núi cao đó, đó tỷ lệ rất là thấp. Rồi giờ mình xác định cho thầy hai cái điểm có độ cao là trên 2.000 mét. Thứ nhất là đỉnh Phan Xê Băng, thứ hai là đỉnh Ngọc Linh. Các em có thể quan sát ánh sáng ngày số 7 thì chúng ta tìm ở đây. Đây là đỉnh Phan Xê Băng, nó nằm ở cái dãy núi Hoàng Liên Sơn ở cái vùng tây bắc của Việt Nam, độ cao của nó là 3.143 mét. Và đây là cái đỉnh Ngọc Linh ở trong trung tâm, độ cao nó là 2.598 mét. Đây là hai cái đỉnh cao, các em quan sát cái đỉnh đỉnh rất là cao, đây là cái dãy cái đỉnh Phan Xê Băng, đỉnh dãy núi Hoàng Liên Sơn ở tây bắc Việt Nam. Người ta có cái cột cờ này, cái cột chớp tam giác này, nóc nhà hướng dương 3/4 Phan Xê Băng. Đây là đỉnh Ngọc Linh 2.595 mét. Vậy thì mình có cái địa hình đồi núi dưới lòng đất như thế thì nó có thể đem lại thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế xã hội chúng ta? Tất cả đường của mình có thể làm kinh tế gì, có thể làm được những cái hoạt động nào? Chúng ta quan sát bên đây, chúng ta có thể trồng cây công nghiệp lâu năm, ví dụ như cây cà phê, cây này các em biết rồi, cây cao su, cây lấy mũ và lấy gỗ luôn. Chúng ta có thể trồng cái hồ tiêu bình an hay là trồng chè, hoặc là trồng chăn nuôi gia súc lớn, ví dụ như mình nuôi trâu ở cái vùng núi tây bắc, chúng ta nuôi bò sữa, chúng ta nuôi cừu, nhện dê. Ngoài ra còn làm nhiều cái chúng ta khai thác được các nguồn khoáng sản ở vùng núi đấy. Rồi chúng ta có thể phát triển được hoạt động du lịch, đây luồng nhau nghe các bạn một mình, chúng ta có thể làm gì kiếm tiền. Tiếp theo là mình chúng ta trồng rừng, trồng các cái loại cây để tăng rừng. Tuy nhiên thì thuận lợi thì cũng có, tuy nhiên thì mặt khó khăn trong địa hình đồi núi thì mình cũng không phải không có những trở ngại. Thì em thấy là đồi núi nghe trở ngại gì cho chúng ta với một cái đường như thế này, thì em thấy đầu tiên là gì, đó là chủ đề gì đó, chúng ta đi lại rất là khó khăn ở các cái vùng đường đèo, rất là khó khăn. Hay là hiện tượng những em khi mà mưa lớn thì cho những cái vùng đầy đất đường là nó có cái hiện tượng sạt lở đất đá, nó gây khó khăn chúng ta trong giao thông, rất là khó khăn.
rồi thì mình cũng phải tốn kém nhiều chi phí để mình làm những cái hầm đường bộ để đi qua các cái đèo này, nó cũng gây khó khăn cho mình. Vì vậy hồi nãy mình đã nói là ba phần tư diện tích đất nước ta là đồi núi, vì vậy diện tích đồng bằng còn lại là bao nhiêu em? Nó là bao nhiêu? Một phần tư diện tích là đồng bằng, còn lại một phần tư là đồng bằng. Tuy nhiên cái đồng bằng nó chỉ là gì? Nó bị chia cắt thành nhiều cái khu vực, rồi cái quan sát hình này thì chúng ta có cái đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và một dải đồng bằng ngang ở miền Trung. Tuy nhiên nó không có mang cái liên tục, cái nó không mang cái liên tục đó. Nó có nhiều cái dãy núi, nhiều cái khối núi đâm ra sát biển làm cho cái đồng bằng bị chia cắt. Dù như ở dãy Tân Điền nó có cái đồng ngang này đó, nó chia cắt cái đồng bằng này gọi là đồng bằng Thanh Quan. Hay là tới dãy Bạch Mã nó có đèo Hải Vân, nó cũng chia cắt cái đồng bằng này đó. Rồi tới đây cái gì nó có cái đèo Cả, nó cũng chia cắt đèo Bù Mông, cũng chia cắt cái đồng bằng Duyên Hải miền Trung, nó sẽ bị chia cắt thành nhiều cái đồng bằng nhỏ hẹp, nó không mang được liên tục đó. Đây là vệ tinh của đồng bằng sông Hồng, rồi đồng bằng sông Cửu Long đây là đồng bằng ven biển, nó rất nhỏ hẹp. Vì thế cái gì mình có những đồng bằng còn lớn thì những đồng bằng nó sẽ mang lại những thuận lợi gì chúng ta phát triển kinh tế. Các em thấy mình nói gian mình là cái dùng gì đó tương đối là bằng phẳng đồng bằng để mình làm được những ngành nghề nào, và chắc chắn chúng ta trồng được cây lương thực. Đây là của cô trồng được những cây công nghiệp như cây mía về ngắn ngày này, cái đầu tư chúng ta chăn nuôi gia súc và gia cầm thủy sản, mình làm được rất nhiều công việc. Tiếp tục thì để cho em quan sát khu hình này, cái hình chúng ta trở lại là có núi, nó có đồi, nó có rừng đồng bằng, nó có núi rừng đồi, tức là gì, cái hình của mình nó không có thống nhất mà nó chia thành gì nhiều cái mặt kế tiếp nhau. Ta sang một số hai là địa hình chúng ta được tăng khí hậu tăng lên và tạo thành nhiều mặt kế tiếp nhau. Thì các em thấy đây là gì? Đây là cái hình ở cái cao nguyên Kon Tum, cái hình ở cao nguyên Lâm Viên ở Lâm Đồng là rồi núi Phan Xê Băng mình coi rồi. Rồi tiếp tục tới hai cái mặt có rất là nhiều mặt, người ta ra tới cùng cái bờ biển đó. Tức là địa hình mình nó phân thành nhiều mặt. Rồi trở lại hình này, các em thấy cho thầy các cái vùng núi cao nguyên mà ta giờ mình vẽ trên hình này, chúng ta có thể xem lát thì nói về trang số 7 hoặc là trang 13 và 14. Vùng núi cao đây, cái màu vùng núi cao, vùng cao rồi các cái cao nguyên kia, đây là cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Đắk Lắk, rồi cao nguyên Mỹ Linh, rồi các cái đồng bằng, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. Và tiếp theo là quan sát hình cho thấy cái hướng đi của địa hình Việt Nam, các em sẽ có tiếng lá cắt AB này. Càng thấy hướng nào là hướng cao, màu này cao là hướng này, và thấp là hướng này, thì là hướng này là hướng đi miền Nam, tức là nó là hướng đi, hướng này là hướng gì? Tây Bắc là hướng này, đó là đông nam. Nó nghiêng về hình mình. Rồi tiếp theo thì theo cho thầy một số dãy núi có hướng tây bắc đông nam, dãy hướng đầu cung. Các em xem cái hình, về nữa mình về sẽ bắt tắt lại kỹ hơn. Dãy núi có hướng tây bắc đông nam đó là gì? Đó là dãy Hoàng Liên Sơn, dãy núi cao nhất ở chúng ta. Dãy núi Thủ Thiêm Liên, dãy núi Trường Sơn Bắc. Rồi các cái dãy núi có hướng đầu cung này là cánh cung sông Răng, cánh cung người ta gọi tắt của cái dãy núi này có hướng cầm cung đó, cánh cung Ngân Sơn, rồi cánh cung Bắc Sơn, đó là có hướng cầm cung và cánh cung Lâm Diệp. Thì ở cái lục này thì mình có hai cái nó bằng hướng nghiêng của địa hình chúng ta là hướng tây bắc đông nam, hướng nghiêng chung, và địa hình chúng ta có hai hướng chủ yếu đó là hướng tây bắc đông nam và hướng cầm cung. Thì các em phải nhớ lại dùm thầy là những cái dãy núi nào có hướng đông nam thì những dãy núi nào có hướng đông nam.
Vì theo em là địa hình nước ta nó sẽ bị biến đổi do những cái nhân tố nào về mặt địa hình của mình, nó bị biến đổi như thế nào? À, nó bị biến đổi bởi hai nhân tố này. Thứ nhất là do khí hậu môi trường, thứ hai là do con người. À, à. Là địa hình nước ta mang tính cách gì đó do mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. Và các em quan sát các hình này. À. Những tác động của khí hậu và nước địa hình tác động của con người, rồi các xem là những cái tác động khí hậu và nước, cái nước mình là cái khí hậu thì những cái bài sao mình thấy không, gọi năm nay nước mình khí hậu là gì đó, cái mùa thực là gần như nó có hai mùa gần như như thế, thì vào cái mùa khô mùa hạn mùa nắng thì tất cả trên bề mặt địa hình nó sẽ bị nứt nẻ, nó sẽ bị dở dụng, cho đến mùa mưa khi mà mưa lớn thì nước mưa làm xói mòn bề mặt địa hình, nó gây ra sạt lở. Tức là địa hình nó chịu tác động của cái khí hậu. Để nghe thấy trong cái nước mưa thì mình thì Việt Nam ta có rất là nhiều cái vùng núi đá dồi. Trong nước mưa nó có ra xít lở hai thứ ba thì nó sẽ ăn mòn tạo ra những cái hang động rất là hùng vĩ. Để thấy nó có rất nhiều cái hang động. Rồi, về dưới tác động của con người mình thay đổi như thế nào? Ví dụ từ một cái vùng đất trũng, một vùng trầm lầy, chúng ta có thể sang bằng địa hình, chúng ta hình thành một cái khu đô thị. À, một vùng địa hình đầu núi chúng ta có thể tạo ra những cái con đường giao thông. À, một vùng là bề mặt bên trong đồng bằng và bên ngoài thì cái thấp hơn nó có thể tạo ra một cái đê để ngăn nước lũ của sông vào đồng bằng. À, hay chúng ta có thể xây dựng những cái đập để tạo ra một cái hồ thủy điện. À, tức là địa hình nó chịu tác động mạnh mẽ của khí hậu và con người chúng ta có thể thay đổi được cái hình dạng về mặt địa hình. À, chúng ta thay đổi cái hình dạng về mặt địa hình. Rồi, trở lại vấn đề về mặt địa hình thì các em biết là gì? Cái rừng Việt Nam mình hiện nay nó đang bị phá hủy rất nghiêm trọng. À, như vậy thì cái việc phá hủy rừng nó có thể ảnh hưởng gì đến địa hình? Và em sẽ làm gì để bảo vệ cái rừng của chúng ta? À, thì rõ ràng khi em thấy là chúng ta có từ là như vậy ta phá rừng nhiều bài đó. Khi mà trời mưa lớn thì với cái tốc độ dòng chảy mạnh bởi vì không còn đường, nó sẽ làm sạt lở những cái khu vực cầu đường rất là nghiêm trọng. À, đây là tác động lớn nhất khi chúng ta phá rừng. Thứ hai là lở đường đồng bằng của mình thì cái hiện tượng lũ lụt nó sẽ nghiêm trọng hơn là khi chúng ta chưa mất rừng. À, còn với cái tầm học sinh chúng ta là bị lở đường. À, thứ nhất là giờ mình có đi đâu chơi những vùng rừng núi dầm khô này có kiến các em nên cẩn thận bụi được. À, đừng có đốt rừng gốc này gốc nọ để nó cháy một cái là các nghiêm trọng thì con người tài sản. Nhà chúng ta thứ hai là cũng không có nên phá rừng một cách vừa phải. Vậy thì làm tốt nhất của mình là gì? Đó, mình phải trồng lại rừng, đó là việc làm tốt nhất để bảo vệ rừng. Vậy thì các bài học này thì kết thúc ở đây và thầy chốt lại cái nội dung của bài học này. Bài học 28 là địa hình Việt Nam thì có 3 nội dung. Đầu núi là một phần quan trọng nhất của các địa hình Việt Nam. Địa hình nước ta được tâm trí tạo nên lên và tạo thành nhiều vòng rất tiếp theo. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa để chịu tác động mạnh mẽ của con người. Thì đây là 3 đặc điểm lớn của địa hình nước ta. Còn những cái ý trong này chúng ta đã làm chúng ta sẽ chứng minh cho các cái ý này. À, các em về nhà quan sát và cái lại. Rồi sau đây thì các bạn làm trách nhiệm để củng cố lại cái phần nãy giờ ta học. Câu thứ nhất, nhiều vùng núi ở nước ta đang khai thác thủy hoặc địa điểm nhận chìm trở thành các đảo vùng đảo như nước từ vùng đảo Trường Sa, vùng biển Hà Long, Quảng Ninh, vùng Bắc Bộ, vùng quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Cà Mau. Theo các em bốn cái nơi này, cái nơi nào là có nhiều biển nhận chìm trở thành các đó là biển Hạ Long vẫn nằm kia. À, cái vùng có biển Hạ Long có rất là nhiều cái đảo đó, thì đó là vùng biển, cái vùng núi nó bị nhấn chìm tạo thành rất nhiều đảo vùng đảo. Còn cái câu thứ hai, vì sao Hoàng Liên Sơn được coi là đảo nhà Việt Nam? À, cái thứ nhất là trong cảnh núi này nó có đỉnh Phan Xi Păng cao nhất Việt Nam. Cái thứ hai là cảnh núi này có các sản quý. Rồi, thứ ba đây là núi đồ sổ của Quỳnh. Thứ tư là ở đây có rất nhiều nhiệt độ
tôi cho là trong cái núi này là có đỉnh Phan Xipang cao nhất ở Việt Nam nên rồi tiếp theo rồi câu hỏi thứ ba đây, khi rừng bị diệt phá thì những tác hại nào sẽ xảy ra? A là địa hình trở nên tiêu thụ tài nguyên cạn kiệt, B là mưa lũ xói mòn mạnh hơn bóc nhanh đến các cây sớm từ mặt làm tác hại cho vùng trồng, C các hiện tượng núi lở rạch được lũ bùn lũ đá tàn phá đồng ruộng dân cư bên dưới, và D địa hình trở nên tiêu thụ tài nguyên rừng mất trộm mưa lũ xói mòn mạnh hơn bóc nhanh đến các cây sớm từ bề mặt làm tác hại cho vùng trồng, các hiện tượng núi lở rạch được lũ bùn lũ đá tàn phá đồng ruộng dân cư bên dưới. Thì các em thấy trong bốn phương án này chúng ta đã có nghe gần khi bị diệt phá nó xảy ra rất là nhiều hậu quả nghiêm trọng, thì trong cái này chúng ta thấy rõ ràng phương án D có rất nhiều hậu quả khi chúng ta phá rừng. Đây là phương án đúng rồi về nhà thì các